Rồi, 70 luôn rồi. Rồi, chết rồi, cô đây. Chết rồi. Bên đây. Không chơi thủ nha. À, ở đây an toàn rồi. Không chơi thủ. Ngồi xuống nhìn nó. Ủa khoan. Hình như nó chết hai lần đúng không? Con háp đúng không vậy? Háp rồi. Không ai hết trơn á. Map sâu là háp rồi. Háp là gì? Chạy hả? Đó. Rồi mami ơi. Bên ok. Núp giường được tính. Không, núp giường cũng không được tính nữa. Chỉ có núp ống thông gió là cái đó là bắt buộc là được núp thôi. Ống thông gió đồ. Thì có ống thông gió nè. Ai biết đâu, tự nhiên không, tự nhiên chết nhẩm, chết ngang với ai biết đường đâu mà lần. Rồi, không mua gì hết nha. Tôi chết cha, tao quên mua rồi. Nào, có vitamin không xài, nó dài, nó chịu. Tao quên mua vitamin rồi. Nào, có vitamin mà không xài, dài, nó chịu. Thôi chết rồi, quên mua vitamin rồi mọi người ơi. Cỡ này không chết nhưng mà gặp xít chết. Anh nghĩ tao phải gặp xít mà. Gặp xít là chết. Toàn ngày gặp xít là chết là toàn ngày. Trời ơi, mày đầu nghe mày biết cái gì vậy? Không, tao nhận dạng được cái tiếng đó rồi. Nào có cửa vậy bay? Ai vậy? Đứa nào vậy? Đứa nào có cửa vậy? Ủa, chúng không có chết nè, có cửa luôn chết nè. Tư quá nha. Quá. Ủa, cửa đâu vậy? Bên đây. Rồi, mở đi cool, mở đi. Rồi, chuẩn bị chớp nè, cửa 7 chớp nè. Ừ, không có. Đây, bên này luôn. Rồi, đây, khoan đây. Khoan đi nha. Khoan, núp đi, núp trước đi. Vô đây đứng nè. Mở, vô đây đứng, mở cửa ra cái là chạy liền. Không, vô đây đứng, mở cửa. Ủa, ra là chạy liền. Với bàn gầm bàn hả? Không, đây nè, đứng không đứng bên này đi, đứng bên này nè. Đó, đúng rồi đó, đứng vô đó. Đúng rồi, đứng vô luôn Vami, đứng vô còn đi mở cửa trước. Làm gì mà cái vụ đó? À không phải, không có, qua đi không có. Trời ơi, người ta đang lo xa mà. Bây giờ muốn thắng thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Đang lo xa mà. Ủa đi đâu vậy? À cửa 10 mới lên mới chớp mà. Á quê. Rồi, lùi về, vô đây, nhanh. Nhanh. Rồi, chưa chết. Nó không thấy từ tôi. Cô chết. Á, cô nó lại núp tủ nữa kìa. Ủa? Nó chết rồi ba. Anh nói được cô, sao em không quay lại cô? Em chơi cô nó núp trong hấp bên đây nè. Ừ. 30 Robux. Đi ba mi. Côn vô đi côn. Đây, đang vô mà. Sao ấy, không hiểu luôn. Nó ở tôi bên kia rồi kìa. Anh đợi em tí coi. Khoan đi Bobby, mở rồi, cửa nha. Rồi, khóa rồi nha. Lúc hết đồ đi rồi mở cửa. Trời ơi, mình... Ủa khoan, trong kia, trong này có cái zipper mày lấy chưa? Chưa. Zipper, lấy. Đây, zipper đây. Cảm ơn Tiến, cảm ơn Nguyễn Khoa. Rồi đi. Chớp, ta không chớp nữa, ta không hết nơi. Chớp. Rồi, cái này là cái này là phải tìm cái gì á, quên rồi. Thôi chết rồi, lắc quá. Làm sao chút nữa chạy xít mà mở cửa được đi trời. Lắc quá làm sao mà mở cửa được? Mở cửa xít được. Được hết. Không lắc lắm. Ôi, cảm ơn Nguyễn Hoa. Lắc ở đây. Rồi, chết rồi, rồi, vô đây. Vô đâu? Vô phòng, quay lại, vô phòng! Vào đi đâu? Chớp chưa? Tao không thấy nó. Ấy là chớp xong chưa? Cái nào mà chớp? Ừ, nó không chớp, thôi đi. Cảm ơn Mạnh Nguyễn, ai biết đâu. Tao này nó hù hoài luôn á. Chết con mẹ rồi! Rồi! General, cho đi thẳng lên! Chờ cái gì vậy má, không nói. Rồi quay về. Đi xung quanh luôn vậy. Cái map gì ghê vậy?
tao quay bên phải tao thấy nguyên cái đầu lâu, tao quay bên trái thấy nguyên đầu lâu. Chạy 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 chạy. Trời ơi. Ta làm mất máu đồ quế thiệt chứ. Chết nè. Khó. À quay mặt đi vô khác hả? Ừ. Thôi tụi mày chạy xong đi tao vô. Nó còn quỷ để nó làm lẹ thì cái chứ. Con này lâu quá. Chưa hết luôn. Chưa hết luôn à. Hết luôn nè. Trời ơi. Thôi. Thôi chú ba. Bình tĩnh nào. Thì anh em mình cần đây. Chạy đi chạy đi chạy đi. Trời ơi nó vô đi lại hả à? Tao bắt gì. Khoan sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi. Rồi được rồi, quá đi. Tao đang rất là chạy, Sao con cua nó chạy tại chỗ vậy? Ừ sao con cua nó chạy tại chỗ vậy? Xu ghê. Ây da, ủa, chết luôn. Sao em chết? Chết quá rồi mà. Tội nghiệp thằng bé. Phải ơi. Trời ơi, không sao. Buồn của Bami. Buồn của Kun. Ồ đi lùi cho lại. Không đi lùi, đi lùi anh ấy cũng chậm mà. À không cũng vậy. Buồn, buồn của tao ba, buồn của tao. Ủa sao buồn của mày? Mắc gì buồn tao của mày? Tao nãy ao ra quên bấm quay. Chắc gì, chắc gì trận này mày có được thoát đâu. Có win đâu mà la. Chết chắc rồi. Ủa anh Kun là chết luôn rồi hả? Cô nãy nó hồi sinh lần rồi. Rồi tao có chìa khóa rồi, tao đang kiếm cái cửa ra. Tính ra là nãy giờ tao chưa chết mạng nào luôn. À đây mày... cửa ra đây. Không, mày phải chưa. Nó có, ủa nó có khóa không? Tao có chìa khóa rồi nè. Ủa có rồi hả? Ok mở đi, mở đi. Sợi. Đi lùi chậm hơn nên đi thẳng vẫn bị dính. Ờ à, anh cũng đoán vậy. Rồi mở cửa đi. Ok rồi nha. Nó mà chớp một phát là tìm chỗ núp liền. Ôi rồi, có khui luôn. Đi thẳng nha, đi thẳng luôn. Chạy ra. Rồi ra luôn, coi chừng quay đầu lại ngó. Không có. Cứ đi ra cái phòng tối là quay đầu. Rồi. Chạy đi Bami ơi, chạy đi. Chết rồi Bami rồi, anh đứng đó Bami chết rồi. Ghê trời ơi mày hay gì chưa? Mày hay gì chưa? Ôi anh kia chơi với em được rồi, chơi gà dữ nữa. Ủa anh chết mà? Dạ anh chết rồi, bị sống nè, ảnh đứng góc kia cho mình sống một hai tiệc tử. Trời tao chuyên nghiệp có khác mà mắc cười quá à. Hai tiệc tử à. Này thì nãy giờ có mình tao chưa chết giấy nào. Này thì chưa chết này. Này thì nãy giờ có mình tao chưa chết giấy nào. Hay lắm. Tao cười xỉu. Đã không có chơi núp tụ, không có chơi núp giường. Đâu, tao đang kiếm cái chìa khóa, núp xuống tao ngó cái chìa khóa không. Cảm ơn mọi người chứ. Ủa rồi, cái phòng này có. Cái gì vậy? Nó là chui nãy giờ, tao chui núp quá. Gặp không lẽ giờ gặp bốn con âm bắp. Ôi má hết hồn luôn mày. Ôi nó có cái đó nãy giờ mà nó giếm. Đúng rồi tao lụm của mày á. Thứ gì á? Ủa chứ mày chết mày bỏ cũng vậy à. Nó xin biết kìa, bên này coi nha. Mày đứng qua kia trước đi. Đứng qua đi thẳng vô. Biết mà. À không có mà bây giờ đi không có. Ok. Cảm ơn Quy Đinh. Chứ bây giờ nhìn vô chỗ đó làm gì còn chỗ nào để núp nữa đâu. Chị nhanh qua tối rồi. Cảm ơn Sydney. Ủa ra rộp. Ở chỗ này mà vô mà gặp nó nữa thì tồi chứ. Nó sẽ biết kìa, các anh nghe không? Không. Không có, em bớt đi. Em tém lại. Em không hề luôn. Em chết rồi, em tém lại. Ủa? Ở đây. Núp qua đây Bami ơi, Anh làm mà núp. Núp vào niềm tin hả ba? Quay mặt vô tôi. Núp
Chết hay luôn, giống hai thằng đi luôn. Ủa đồng kỳ vậy? Gió băng ngang qua, giỡn hai thằng đi mất tiêu. Này đúng mặt vô tường. Má nó giớt một cái một hai thằng đi luôn. Tao không kì luôn ơi, tao không kì luôn ơi. Tụi đâu mà đớp, làm gì có à, này thì giỏng giạc lúc chơi Human Fall Flat xong giỏng giạc vỗ ngực đồ. Không nấm tụ, chơi chạy đó mà không nấm tụ. Ôi mạnh dạn ghê. Thì không nên nấm tụ, chơi phải có content chứ. Rồi mình là phải chơi chơi mạnh dọn. Chơi này còn là chơi gáy á. Ê, ông được, anh muốn ăn gì không? Rồi đây nè, đây nè. Đây, từ cửa 1 cái cửa 10 không có đâu nên là mình cứ chạy thôi. Ghê thiệt. Cảm ơn Đông Lúc kịp mi. Đây. Cảm ơn Tiến. Cửa 1 cái cửa 10 không có đâu nên là cứ cẩn thận. Các lòng cứ bình tĩnh mà chạy, không sao hết. Rồi bắt đầu qua cửa chính, qua cửa 10 là mình phải tìm chỗ núp liền. Hiểu không? Bình thường. Để tránh gọi là bị chết hoang. Chị khó. Chết. Khó nằm ghế nè anh. Đấy. À rồi, có cách này chung nữa trốn được, có cách này chung nữa trốn được nha. Cách gì? Không sao, mình sẽ trốn được, không sao hết. Cách gì trốn được? Quay, nấp đi, lôi, ngồi xuống đất. Trời ơi. Mở ra cái anh Tiến mà dòm nó nghi rồi. Ừ. Cảm ơn Nguyên Đinh. Má, mất nửa cái máu. Xem kỹ lý thuyết rồi mới ừ đúng thiệt đấy. Rồi, cái này cẩn thận nha. Nào có cửa đây. Cửa tư. Mở ra là có đó, quay lại. Khoan. Bây giờ mình phải tìm chỗ núp. Núp ở đâu mọi người? Tôi núp ở đây sống không? Bây giờ mở cửa đó là có đó. Núp đây sống không? Tôi nó mở nãy giờ là ba ơi. Rồi. Ủa, mở rồi hả? Mở nãy giờ rồi mất tiêu. Mở chi vậy? À, vậy mà nó sẵn là nó cái núp mới cửa chính rồi nó kêu từ 1 tới 10 không có ai đâu. Nó vừa thấy con còn màu tím mà đó. Quá thiệt chứ. Rồi. À chỗ này không đâu, chỗ này không có đâu. À ok, gà, chỗ này không có rồi. Chỗ này là chắc chắn chẳng không có rồi. Rồi khoan nha. Khoan. Hai con bay xuống đây đi, con mở cửa cho. Hai bay xuống đi con mở cửa cho. Thôi, em mở đi. Có chớp không? Không. Rồi đi. Sao lâu vậy? Không có gì hết á. Má cua đi lắc dữ vậy. Má cua nó bay đúng ghê luôn. Thiệt á chứ. Ồ chỗ này khó nha. Hai bên được nha. Núp đi. Không, em nghĩ núp không được đâu, vậy chắc luôn. Đây núp không được đâu. Rồi, à bên đây được, qua đây. Nhanh. Má em chết rồi. Trời ơi, thấy chưa, thằng cún em nó bỏ nó nhìn mình mà nó chạy cún rồi. Ủa? Cún còn sống ba ơi. Nó núp tủ, má quế không? Nghe cười hiểu rồi. Anh ra đây coi tủ không núp. Đổ thừa tủ liền vậy. Chơi được rồi. Dễ sợ, lần đầu tiên con nó bắn ngang qua nó nhìn mà lên. Hoặc là tủ đồ à, ok. Rồi xong thằng cún nó telebọt nữa rồi. Đâu? Đây chứ đâu, telebọt, sau lưng mày mà. Mở lần thấy nó là ba cái dù. Anh làm đó bích kìa. Không phải, đổi. Anh làm như em là ma, trời ơi, mỗi lần thấy nó là bay nhiêu dù. Rồi đặt vô bao mi ơi, rồi, good job. Em bị lắc, em tay nó bọt dữ lắm. Rồi cẩn thận nha, tìm chỗ liền. Chỗ này có nè, rồi, đứng vô trước đi, khoan mở cửa, đứng vô trước đi. Rồi không có, đi. Đấy, mình okay. Phải cẩn thận như vậy thì mình mất không bao giờ mình chết được, hiểu không? Hay lắm. Chơi là nó phải chuẩn chỉ như thế. Mày nó nói hay chết lắm. Ai trẻ thì chết sớm lắm. Rồi cực nha, chỗ này cực nha, mất công đó. Chỗ này đường nào chết phải chạy thôi anh ơi. Ờ, chỗ này cỡ gì cũng chết, cỡ gì nó mà xuất hiện là cũng phải nhảy vô tủ thôi. Ồ, chỗ này không có nha. Ổn nha, cực nha. Bây giờ mở ra là có rồi. Rồi, Bên đây, nhanh, núp vô tủ. Gì vậy ba?
Ui. Ui, mày núp ở đâu vậy? Điên thui vậy? Cuồn. Ui, tao điên này chơi. Và mày chết. Chết là mày chơi, chết không được rồi. Sao vậy mày bi, mày không đi theo tao? Tao núp luôn bên kia rồi. Mày bi đi ha, sao mày không đi theo tao? Mày đi theo tao là mày sống rồi. Trời ơi, vừa mới quẹo qua luôn nè trời ơi. Mọi người thấy bà Mi nó cào lao không? Tự nhiên trong khi tôi với buôn sống cái bà Mi nó chết rồi. Ở ngoài kia nó có cái tủ, nó tính núp bên sau cái tủ rồi. Núp ở sau tủ là núp sau tủ là mở cái cửa chui vô đúng không? Ở đâu? Chìa khóa nằm ngay giữa nhà luôn. Trời ơi, bà Mi. Có đây, chạy đi, chạy đi. Chìa khóa nằm ngay cửa giữa nhà luôn nè. Rồi, chỗ này chưa đâu nha, chỗ này chưa đâu nha. Tao định đợi tao bay tới cửa 99 rồi tao mới vô. Ôi trời. Không, nó có 30 giây á, đừng để lâu quá. Thì tao thấy mà, tao chờ tới phút 2 phút cuối tao mới bấm. Rồi vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Làm gì? Anh vô nha. Tao hồi nha. Ai gõ cửa với ta? Ui. Cúp điện hả mà làm gì ghê vậy? Không, tối quá không có thấy đường. Số cầu thang đúng không? Không phải. Ủa? Phía bên nào ta? À đi xuống cầu thang đúng rồi, đi xuống cầu thang á. Gì. Ủa xuống cầu thang sao mà thấy nó dài dữ vậy má? À đi tới luôn. Đi tới luôn. À bự dài. Hên quá, không có suýt. Coi solo người ta. Tao thấy kim tiến, tao thấy kim tiến. Từ từ nha, núp vô nha, núp vô, núp vô, núp vô, núp vô, núp vô, mở cửa ra có khả năng lấy á. Không, không phải núp đó, núp đây nè, núp đây nè, núp sau đây nè. Úp mặt vô tường nè, úp mặt vô đây nè, thấy không? Úp mặt vô. Úp mặt vô tường lòi cái đuôi. Ừ, ra thằng Cun đâu? Ủa? Cô nó xuống nó mở cửa 8.000 năm rồi. Núp vô. Không có gì hết. Trời. Mày có giấy đèn không mà. Chết nhát dữ không. Má là kìa nó mở cửa 8.000 năm mà anh đứa nó quay đuôi vô núp má hài này chứ. Cô này là Cun. Làm anh quê quá Cun. Này thì úp mặt vô tường đồ. Đây. Tao ra mở đi, em đứng ngay luôn nè. Yeah, có cái zip bồ. Rồi đó. Tao chui vô phòng. Rồi, 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 quẹo, quẹo, nhanh, nhanh, nhanh. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Núp vô, ngồi xuống. Trời. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy cái gì chưa? Ê, tính hồi nãy mình chui vô phòng lại vẫn ổn luôn á. Ừ. Nó nói qua mà. Chút nữa có mạng 50 chết nhục. 50 lại chứ còn có vật đó. Rồi. Chưa đâu chỗ này. Chết rồi. Sợ. Chưa có con mắt. Rồi chuẩn bị có mắt rồi đó, có mắt rồi đó. Có mắt rồi đó. Có chia ra, chia ra tìm. Trong cái tường. Chia ra kìm nha. Không có. Ô, có con mắt ở trong này. Con mắt nhiều lắm, con mắt ở đây nhiều lắm. Mắt ở đây everywhere. Mắt là bạn anh kia mà. Ừ. Con này con xích nè. Rồi. Có rồi hả? Ok, đi. À, em đứng ngay cửa em đợi nãy giờ, em biết anh Bimi lấy rồi. Dễ sao? Sao vậy? Hết hồn em. Bật đèn lên, đi. Ừ, vậy cho lẹ đi, trời. Ừ, vậy cho lẹ đi, chứ tự nhiên có cái đó giấu chi biết. Ai nó bích kìa. Ai từ. Ui. Đó, mẹ nó mất nửa cái máu, không thể nào mà tao né nó được. Mày phải ngó lên ngó xuống ấy. Rồi dí nè, bị dí nè, chuẩn bị chạy nha, chuẩn bị cố lên. Mày ơi. Ok. Có gì à, có gì là nóc thuốc liền, có gì là nóc thuốc liền. Em không có thuốc nha. Em không có thuốc, em cố gắng mà trốn đi chứ sao giờ. Có thuốc mà nóc. Ôi, chạy đi. Bỏ lên. Chạy. Đây. Phải. Không thấy. Chạy. Không thấy nha luôn. Không thấy nhau được đâu. Ủa sao lại với nhau? Không thấy nhau được. Qua. Ui. Có ai. Ngó xuống nha. Nhìn rồi. Cuối hành lang có con màu tím, có mắt màu tím nha. Thấy nó đang chạy, sao nhìn xuống đất được? Được, chạy được. Quá nồn, sao em không chết?
Ôi mẹ ơi, chơi chi mà là như ri. Trời ơi, lại thấy bài của Bắc Kem. Cái chưa? Gì vậy, chạy game chó chơi hả? Em đã thấy rồi, anh kia mở cái cửa ra là em hết hồn. Mẹ gì đâu mà hai con mắt gì trời. Ta tực á, ta tực kiếm mà ta tực. Đừng có vô nha Bobby, hai con mắt lận á, đừng vô. Làm gì còn quay lại mà vô. Ủa, cái hình tròn này nằm đâu vậy Cun? Nó nằm bên kia kìa ba ơi, ba đi vòng vòng hoài. Ba mở cái kia ra ba mới bỏ vô được. Con mắt nó nằm ở đây mà. À đây. Lậu rồi. Ủa? Vô đây. Này hình này là hình gì? Cun lụm vòng tròn của mày ơi. Ủa? Đấy, đúng rồi nè. Má hài này đúng lú luôn á. Solo Gatia. Biết có khổ lắm không? Nhìn con mắt không có thấy đường nó dồn nữa. Thôi, anh cứ mà mồm điêu. Thằng Cun nó đi à bầm. Ừ. Rồi 47 chuẩn bị tới màn cái hai anh em nó chết nữa nè. Rõ vậy ok rồi đó. Rồi, con nó giết chùm anh em ơi, con nó giết chùm nè. Còn má mở cửa mở không được luôn mày, tức không? Thôi chết rồi. Lại gặp con kia rồi. Bộ nay bây giờ cái này em biết chơi rồi đúng không Cun? Trời ơi, chuyện nhỏ. Đó, nhìn nó luôn mà mình chơi. Nó nhìn kìa. Ui, nó chạy ghê vậy. Rồi, ngồi xuống nha, ngồi xuống. Và chia ra, anh phải em trái đi, anh phải em trái qua kia đi. Đừng có chết nha. Đừng đi lên mấy dụng gỗ nha. Ủa, sao không thấy mới vô mà không thấy có cái nào rồi. Nó cởi cùi này, nó cởi. Không, có lần gác à, lần gác hả, ok. Nó xuống hú anh nha. Rồi, lái đi. Bắt giác ít ngôi sao. Rồi, cứ lấy hết đi, cứ lấy hết đi. Sau lưng em nha Cun, cẩn thận. Rồi, nó bên kia kìa. Ê, nó bên cao hả? Không, nó bên Cun nhưng mà nó đang đi gần Cun hả? Ủa, sao đi bên này mà không thấy cái miếng, cái cuốn sổ nào hết. Rồi, chạy đi Cun. Không, nó nghe được mà chạy vậy. Ủa rồi. Nó đang bên kia rồi. Ủa, em mở chưa Cun? Em mở gì, đang đi kiếm em sách đi anh hai. Rồi anh mở được một hình rồi đó, em thấy coi có xài được không? Hình đó không dùng được, hình ngủ giác hả, ngủ giác bằng 2. Bên này không có. Rồi ít bằng 3. Đừng giác hết rồi. Ho bằng 2. Không, còn cái trên gác á, còn trên gác á. Có nè anh. Ừ. Có chỉ ít là số 3 nè, ít là số 3 thứ tự thứ hai nè. Em coi hết đi, còn ngoài đó ra còn nào nữa? Hết rồi. Ngủ giáp bằng. Đứng yên. Coi đi. Đúng rồi, cái hình đó đó. Không phải. Nó lên rồi. 4 3 nha. 4 3 đúng theo thứ tự luôn á, 4 3. 4 3 là số 4 đầu, số 3 đuôi đúng không? Số 4 tới 3, đọc theo đúng thứ tự mà. Ừ. Và thêm cái nữa nè. Cảm giác đó. Nó lên chưa vậy? Nó lên cho anh chưa? Chết mẹ rồi. Ủa? Rồi, ok, ngon, em vụ đi. Ê, vụ khỉ, em chết luôn trời. Nó lên rồi. Lên đâu rồi? Nó lên chỗ anh. Rồi, có thêm rồi đó. Coi đi. Rồi, nha. Đây nè, 4 3 1 8. Thiếu hình vuông nữa thôi, 4 3 1 8, đúng theo thứ tự luôn á. Thiếu còn thiếu đúng một cái hình vuông thôi hả? Đúng rồi, 4 3 1 8 nha. 4 3 1 8. Bảy. Trời mờ vậy luôn à, anh không lấy cái hình luôn. Nó lên nha. 1. Nó lên. 8. Rồi, được rồi. 2 4 3 1 8 8, trời ơi. Từ nó lên rồi. Anh thấy rồi. Anh ra chưa anh chưa? Từ. Từ, mở cửa này, nó em chạy xuống cho em nè. Ủa? Rồi, qua rồi, cô đây, lên. Chờ em xíu, nó đứng vô đó làm sao qua. Nó đứng ngay cửa rồi sao nhỏ quá. Nó qua không được luôn. Rồi, được rồi.
nó đuổi theo em này. Ờ, rồi rồi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Cố lên cun ơi, cố lên cun ơi. Đứng cái nào rồi? Ủa sao anh biết được, bây giờ em phải lên chứ. Em khỏi mở à, em chỉ cần lên mở cửa ra rồi được. Đâu? Chết chưa? Ui! À, bị lắc kìa. Không mở được cửa. Không sao, em còn bớt. Ui, hình như nó chớp. Phan vô cho cun, hình như nó chớp á, hình như nó chớp á, từ từ. Ok. Đỉnh, vẫn còn một mạng. Ủa cái đó là phải đợi, phải đợi thằng cuốn á. Ủa vậy hả? Chết chà. Sao vậy? Có nghĩa là cái đó mọi người nói á, là phải đợi mọi người đồng đội qua hết rồi tất cả đều đi mới được. Đấy, vậy là do anh thôi. Cái này anh không biết. Không biết là không có tội. Rồi sao đi nhiệt tình nha ba. Đó, nó qua rồi kìa. Ừ, qua rồi. Trời, xấu thế, em nó đang... Không, không biết cái này anh không biết thật. Em chưa, cái chỗ này nó chưa có kinh nghiệm. Có học hay nhung thế vậy mà. Ui, chết mẹ rồi anh ơi. Không phải, cứ đi đi, không phải. Ôi, ôi. Cái đó không biết thật, sorry. Ủa, từ 51 tới 100 dễ lắm mà. Chết mẹ rồi anh ơi, trúng tủ đi anh ơi. Phá lệ. Anh không có muốn núp tủ mà. Mà bây giờ núp ở đâu được nữa mẹ đi chạy. Hồi nãy cô núp hóc rồi núp tủ vậy. Phá là dở. Ủa cô núp chứ nào sao không báo anh cun. Trời ơi, em núp chỗ đánh cắp mà làm sao mình thấy được. Khoan đi, anh cần lấy thuốc của anh nữa, anh chưa có lấy thuốc, từ từ anh chưa có lấy thuốc. Rồi xong cun chết luôn. Mẹ nó rất tủ. Ủa sao không revive, revive được. Cái lối đi chuyên nghiệp của cun nó lạ lắm. Quên xài vitamin, cái lúc đó quýu rồi là quên xài. Cái lúc đó là coi như là hết đường em mới núp tẩu á. Chứ thôi là tới... Cua này em chơi bẩn quá cua này. Thôi bẩn thế nào. Giờ tính ra mất content rồi. Mà không, chưa mất content đâu, chưa có mất cái gì. Tao có núp tẩu đâu. Mày chết giờ. Tao chết thôi chứ tao có núp tẩu đâu, không có núp tẩu mà. Chuẩn bị chết nè, chuẩn bị chết thêm lần nữa nè. Mấy cái miệng chú quá à. Nhưng mà tính ra là mới luôn, tức thì luôn mà nó quay lại. Mới cái gì không hiểu nữa. Mãi thôi thiệt sự. À, núp sau lưng cái tủ được hả? Xui ghê ấy. Lên tới đây rồi mà còn chết nữa thì thôi chứ. Rồi, 70 luôn rồi. Rồi, chết rồi, cô đây. Chết rồi. Bên đây. Không chơi tủ nha. À, ở đây an toàn rồi. Không chơi tủ. Ngồi xuống nhìn nó. Ủa khoan. Hình như nó chết hai lần đúng không? Còn háp đúng không vậy? Háp rồi. Không ai chơi á. Map sâu là háp rồi. Háp là cái gì? Chạy hả? Đó. À háp là cái này đấy hả? À map này là map quay xe đúng không? Đúng rồi, map quay xe đó. Cú quà này, em bị cú quà nè. Chưa mà, chưa mà. Map quay xe, cái này chơi có kinh nghiệm rồi anh ơi. Háp rồi, cái này là háp rồi. Tại sao cô lại gặp hai lần trong cùng một lần chơi vậy? Cái quá tức ra nếu mà nói vậy là hát thì cũng dễ mà. Thì nói chung là nó cũng hơi suy nghĩ lắm mày ơi. Dễ đúng không? Nó biết chơi quay xe dễ. Biết chơi là nó dễ à. Hồi nãy nó vô tầm nó chỉ có điều là nó mất thời gian thôi. Ví dụ như đang speedrun á mà gặp cái qua đây có thùi luôn. Qua đây có nha cun. Qua đây tổng nó dí nữa. Có cửa. Bật đèn. Xí đâu. Cảm ơn tiếng. Cảm ơn Devin. Oh, hết hồn. Rồi lên cô nơi anh mở cửa rồi, mở luôn. Còn okay. Đúng rồi. Okay. Đèn chớp nhiều lúc mà anh biết nó là háp luôn mà. Ghê không? Mọi người thấy tôi ghê chưa? Đù ra ngoài này luôn rồi, ghê ta. Ghê. Ừ. Thôi giờ tính là mấy móc sao nó dễ mấy móc đầu ta. Không dám đâu. Mơ đi. Nãy giờ không thấy ai dí luôn á. Nó dí đầy đường đó mà tại mày không thấy. Tao đang theo dõi nãy giờ luôn á bồ.
Nó cũng không có con nào mà nó thiệt lên xong nó cào chết luôn. Chết tôi rồi. Không nó tủ, không nó tủ, không nó tủ. Ba cái chỗ núp đâu? Con sẽ ba con hà. Con làm bớt. Chết cái con làm bớt thì tối chứ chơi cái gì nữa. Nó chạy lên, nó chạy về luôn kìa. Ủa nữa hả? Ủa sao con nó chạy lên chạy về liên tục vậy? Con âm bớt đúng rồi, con âm bớt là nó chạy lên chạy về. Là nó chạy hoài vậy luôn hả? Ừ. Rồi giờ nào nó mới đi? Nó chạy 3 lần nó mới đi. Vãi xoài. Nó đi lên đi về, đi lên đi về, đi lên đi về. Đúng 3 lần nó mới đi. Đi có cửa 75 rồi đó mọi người. Trời ơi. Tiếc ghê. Ôi dì mẹ ơi. Thôi. Hôm nay content như đây đủ rồi. Cuối cùng chết ngắt. Quả thiệt chứ.